Ok, hello anh em, và hiện giờ mình đang quay trở lại video mới. Thứ chất là mình chủ yếu là mình sẽ vượt hành trình ngày mai. Thì đang trên giải và hiện giờ mình đang có 17 tiếng để chúng ta chơi, tức là trải nghiệm, cho nên mình sẽ cố gắng full ngày, mình sẽ đi hết tất cả độc này. Hơi mệt nhưng mà mình sẽ cố gắng để đi hết và tiết kiệm nhất thời gian, mình sẽ bắt đầu chơi. Chắc chắn rồi. Và mình sẽ cắt qua đoạn này để tiết kiệm chính nhất thời gian chúng ta. Nên chào các bạn, là mình biết các bạn video là mình cắt đoạn nào nhỉ? À, như lúc đấy mình cũng chưa bật. Nhưng mà từ lúc đấy mình thua. Thua vì cái lý do củ chuối ở đấy mình không lấy thanh kiếm. Nó đánh mình thua vì lý do gì đấy. Chứ lúc đấy chưa đánh quái cơ. Rất là khó hiểu. Mà hình như lúc vào trận đấy mình cũng chưa bật lên hoặc là bấm rồi nhưng nó chưa hiện lên đấy, kiểu này. Như lúc đấy mình phải xem này, lại phải xem này nữa. Của khí vậy. Hỏi chấp. Các bạn thấy điều gì xảy ra không? À vâng, là em mình. Thì thật sự mình chơi trò này, đây là lần thứ ba mình phải chơi mà lại rồi ấy. Rất là cày. Và mình chưa hiểu nổi nó làm cái có khỉ gì ở chỗ bàn này. Bạn nào biết comment cho mình biết nhé. Nấp, bỏ qua đi. Nó làm cái cuộc khỉ gì? À, đã hiểu câu nói đấy nghĩa gì rồi. Và ra mình đi đường này à? Nhặt đồ đi. Rồi.
Mãi bây giờ mới hiểu. Úi dồi, suýt nữa bị phát hiện. Đúng là để nhìn ngó xung quanh. Qua nhìn rõ rõ ra vào. Đã lấy thanh kiếm. Vùng kiếm lại rồi chắc. Ok, giờ mình đi đâu? Rồi, quay trở lại bàn điều khiển nào. Hay đây. Nó vẫn chỉ mũi tên đấy. Đừng để phát hiện. Xem là gắn kiếm nào. Gắn kiếm 5 chân. Thôi lát đây. Bạn xem không? Ok. Ôi dồi ôi. Anh đít lên mấy ông. Tiếp tục. Không hồi gì. Tiếp lâu thế. Mất tận những 2 phút rồi. 2 phút rồi. Ngay nào, không có nhiều thời gian đâu. Chạy hướng đâu ấy? Tiếp tục. Bấm né rồi mà. Ok, phát động xong 3 lực skin nhé. Giờ làm nhanh đít lên. Rồi mình dừng xem nào. À, vậy nó không giới hạn thời gian à? May quá. Thế mình để chơi an toàn rồi. Có khỉ gì sau lưng nhỉ? Không được. Cũng 9 phút đấy, mình nghĩ mình nên một thời gian trải nghiệm. À mà cái này lại để à ra chỉ để cho đẹp. Tesla này.
Các bạn hiểu đây là đang nói về ai vậy nhá? Tụi mình chạy đâu? À vẫn còn. Ui trời ơi, đánh đấm quá nhiều đâu. Nghĩ thời gian vẫn còn nên mình sẽ vào thêm trận nữa. Ui tốn nhất 7 phút. Và mình sẽ skip qua này. Xin chào tất cả bạn và hình như chúng ta quay trở lại. À, hình như bạn không phải xem cái trận vừa nãy nhỉ? Tại vì mình bật lên nói không ạ. Động. Để. Hôm nay à, có khi vậy. Dừng. Rồi cái video đấy mình thẳng mình sẽ làm nó cái sau. Còn giờ tập trung lo cái này. Vâng, chuyện gì xảy ra không? Phát động nhất 3 lần skin né thẻ một lần, ok. Rồi con bot. Ok, đủ rồi. Đây cách cái đây cái gì vậy? Đây chứ
À khoan, lúc này mày chạy à? Chạy đâu? Bạn điều khiển. Khăn thế nhở, mình cho dừng qua đoạn này. À, mình chả thể hiểu được, mình chạy vòng quanh tao đúng rồi mà sao không có cái diều gì nhỉ, mình không hiểu được. Thôi thì mình sẽ lưu lại đây. Mình không hiểu được chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải làm cái quả kỳ gì đây vậy? Các bạn xem nhé, mình chạy lung tung nguyên cả phòng rồi, đây vào rồi này, không vào được. Cái bên này cũng không vào được. À, quá, từ từ. Bây giờ ấy. Sao mãi bây giờ nhận ra? Mình tưởng nó không lên được, ra lên được. Đây. Ừ. Lên. Hay ngược hướng bên này. Lên đi. Đấy, máy thử nghiêng lên kiểu không chạy lên được. Đấy, sao mà... ô! Lên tiếp, tiếp nào. Mãi bây giờ thông cái nẻo. Ôi giời, mission complete à. Nó ra mình nghĩ mình sẽ để đây thôi. Tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này, đã công nhận mình video này dài vãi cả đái. Vãi vãi đạn. Ok. Ok, bye bye.